chào quý vị và các bạn. Chiều nay, mưa dông từ phía Tây lại kéo sang, gây mưa cho khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Trong đó, một số nơi ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã ghi nhận có mưa to từ 21 cho đến là 61mm chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Trong đêm nay và ngày mai, vùng mưa sẽ mở rộng ra phía Bắc do có thêm sự xuất hiện của không khí lạnh. Mưa nhiều nơi ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong đó, thì vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh, cục bộ có mưa to đến rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên thời tiết ngày mai ở các thành phố từ Thanh Hóa đến Huế sẽ khá dễ chịu, gió mát, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 26 đến 28 độ, chỉ riêng Huế là 31 độ. Khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên vẫn giữ trạng thái nắng ráo suốt ngày mai, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 31 đến 32 độ, chỉ riêng Kon Tum và Buôn Ma Thuột là nắng nóng 34-35 độ. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa không mưa, ngày mai trời nắng, gió cấp 4, cấp 5. Huyện đảo Trường Sa có mưa vài nơi, gió nhẹ, biển êm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố vào ngày mai.